Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học môn công nghệ lớp 9, tiết 23 món nem rán. Các em đã biết món nem rán hay chả giò, chả ram hay chả đa nem là một món ăn nổi tiếng của người Việt Nam. Chúng được gọi tắt là nem theo cách gọi phổ biến của người miền Bắc. Ở người miền Trung, món ăn này thường được gọi là ram. Riêng người Thanh Hóa thì được gọi là chả. Còn đối với người miền Nam, nó được gọi là chả giò. Đây là một món ăn rất phổ biến, nó không chỉ xuất hiện trong những ngày Tết mà nó còn có ở trong những bữa cơm thường ngày của rất nhiều gia đình. Vậy để có thể chế biến được món nem rán, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu gì? Thì cô trò chúng ta cùng tìm hiểu phần 1 La Mã, nguyên liệu để làm 30 cái nem. Em cần chuẩn bị cho cô những nguyên liệu sau: 300g thịt nạc, 100g thịt cua, 100g tôm tươi hoặc 50g tôm khô bóc vỏ, 200g khoai môn hoặc củ đậu, su hào hoặc đu đủ, một củ cà rốt, 50g miến hoặc là bún tàu, chanh, ớt, giấm, một quả trứng, có thể là trứng gà hoặc trứng vịt, 5g mục nhĩ hoặc nấm mèo, 30 bánh đa nem, bánh tráng, 30g hành khô, tỏi, hạt tiêu, có thể dùng tiêu xay nhỏ hoặc muối, nước mắm ngon, dầu ăn hoặc mỡ, đường, bột ngọt hoặc mì chính, rau xà lách, rau thơm, rau mùi, giá đỗ. Đây là toàn bộ những cái nguyên liệu mà cô minh họa chúng ta có thể chuẩn bị. Khi chọn thực phẩm thì chúng ta phải chọn thực phẩm tươi ngon. Về quy trình thực hiện món nem rán thì chúng ta cần chuẩn bị cho cô bước sơ chế. Đối với thịt thì chúng ta sẽ thái mỏng, băm nhỏ. Tôm thì ta lột vỏ, xẻ lưng, lấy chỉ đất, chà sát muối, rửa sạch, để khô, sau đó ta đem giã nhuyễn. Về thịt cua thì chúng ta sẽ xé nhỏ, có thể không cần sử dụng thịt cua. Khoai môn hoặc củ đậu thì chúng ta có thể bóc vỏ này, rửa sạch, thái sợi và cắt khúc. Mộc nhĩ thì chúng ta ngâm, rửa sạch, sau đó băm nhỏ. Hành khô thì chúng ta sẽ bóc vỏ, sau đó băm nhỏ. Về xà lách, giá đỗ, rau thơm, rau mùi thì chúng ta nhặt, rửa sạch, sau đó ngâm trong nước muối khoảng 15 phút, vớt ra và vẩy ráo nước cho cô. Về su hào, cà rốt thì chúng ta có thể cắt miếng hoặc là thái sợi. Đem bóp muối và rửa sạch, sau đó vắt cho ráo, cho đường vào trộn khoảng 5 phút cho có độ giòn. Sau đó chúng ta ngâm với giấm trong 1 giờ trước khi ăn. Miến thì chúng ta sẽ ngâm nước, sau đó cắt khúc. Còn về đối với bánh đa thì chúng ta có thể xếp vào cái lá chuối tươi để bảo quản trong bao ni lông buộc kín trong một đêm để cho bánh không bị khô. Nếu bánh nó bị khô thì nó sẽ bị gãy, chúng ta không thể gói được. Hoặc là chúng ta có thể cắt làm 2, làm 3, làm 4 hoặc có thể để nguyên cả cái bánh đa nem. Tùy theo là trong chúng ta có thể cuốn nem to, nem dài hay nem nhỏ, nem ngắn. Khi sử dụng nước để xoa cái bánh đa thì chúng ta có thể sử dụng nước giấm hoặc nước vôi trong để cho giữ độ giòn của bánh đa nem. Về khâu làm nước chấm là một khâu rất là quan trọng. Làm nước chấm thì chúng ta có thể dùng nước sôi hoặc nước dừa đun sôi. Nước dừa tươi đun sôi cộng với đường, cộng với chanh hoặc là giấm, hòa tan, nêm vị hơi chua ngọt. Chế nước mắm vào từ từ, nêm vừa ăn. Sau đó chúng ta có thể cho tỏi, cho ớt, băm nhuyễn, cho vào sau để không bị chìm. Đấy, trên đây là một hình ảnh cô có thể minh họa cái bát nước chấm sau khi chúng ta đã chuẩn bị, đã làm rất là ngon. Sau khi chúng ta đã đi sơ chế nguyên liệu rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ đi chế biến. Chế biến là khâu đầu tiên là chúng ta sẽ đi trộn nhân. Chúng ta trộn tất cả các nguyên liệu mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước. Thịt nạc này, tôm, cua, trứng, khoai môn hoặc củ đậu, miến, mộc nhĩ, hành, hạt tiêu, muối cộng với chút đường, cộng với chút bột ngọt. Cho thêm chút nước mắm, chúng ta nêm vừa ăn. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên cho cô. Sau khi trộn nhân rồi, thì chúng ta sẽ đi cuốn chả nem. Cuốn chả nem thì chúng ta có thể trải cái bánh đa lên mâm, cho nhân vào bánh đa.
Sau đó chúng ta gấp hai cái mép của bánh đa lại và sau đó chúng ta sẽ cuộn tròn. Về khâu rán nem. Khâu rán nem thì chúng ta để cho chảo hơi nóng già, cho những cuốn nem vào từ từ, đặt mép gấp xuống. Đặt mép gấp xuống dưới rán trước để tránh bong vỡ vỡ cái nem. Rán lửa vừa để cuốn nem vàng từ từ và giòn lâu. Lưu ý là trong quá trình rán chúng ta không nên để dầu mỡ nóng già, vì khi thả cuốn nem vào thì bánh tráng sẽ bị nổi phồng từng hột và khi rán xong cuốn nem sẽ không còn được mướt nữa. Và chúng ta có thể rán nem cuốn trước cho vàng vừa vàng non trước khi ăn và sau đó chúng ta có thể rán lại lần nữa cho vàng đều, cuốn nem sẽ giòn lâu hơn, ăn sẽ rất là ngon. Đấy là quá trình chúng ta đã thực hiện xong rán nem. Về bước trình bày, về sau khi chúng ta rán rán nem xong thì chúng ta có thể trình bày. Trình bày là xếp nem vào đĩa. Cuốn nếu cuốn nem to, nem dài thì chúng ta có thể cắt làm đôi, dọn kèm rau xà lách, rau thơm, rau mùi hoặc giá đỗ. Nước mắm chanh, tỏi, ớt pha loãng cộng với su hào, cà rốt chúng ta đã ngâm giấm. Và món nem này chúng ta có thể ăn với bún. Chúng ta có thể quan sát một số hình ảnh trang trí món nem rán. Nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt. Kem có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau tùy mắt thẩm mỹ của mỗi người. Cô mời các em quan sát. Để về nhà sau khi thực hành xong món nem rán rồi, chúng ta có thể bày ra đĩa một cách đẹp mắt nhất để người ăn cảm thấy ngon miệng hơn. Trên đây là bài học cô hướng dẫn các em chuẩn bị nguyên liệu và quy trình thực hiện món nem rán. Sau bài học ngày hôm nay, cô hy vọng các em có thể tự mình chế biến món nem rán trong những bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình mình. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo.